Chúng em xin kính chào quý thầy cô, các cô chú, anh chị và các bạn đã có mặt trong buổi báo cáo của Trung tâm Edu Mesa ngày hôm nay ạ. Trước khi thể hiện ca khúc mà hôm nay chúng em đã lựa chọn thì cho chúng em được cảm ơn sâu sắc tới thầy Lê Tuân, thầy giáo đã hướng dẫn rất nhiệt tình, tận tâm để chúng em có thể tự tin đứng trước sân khấu biểu diễn ngày hôm nay. Bởi vì thật lòng là chúng em mới là những người là rất là rụt rè, nhút nhát và chưa bao giờ dám đứng lên một sân khấu nhỏ bé như thế này, cũng chưa dám đâu ạ. Và vâng ạ, vậy cảm ơn thầy, cảm ơn quý thầy cô ở Trung tâm Edu Mesa đã cho chúng em có một cái sân khấu bổ ích để có thể đứng lên đây và thể hiện được một cái gì đó mà trong bản thân mình không biết được ạ. Vâng ạ, cảm ơn. Chờ sau tới nhé, lại gặp giấc mơ.